Vâng, em Hiếu, kênh Máy Chế 24 giờ xin chào anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với kênh Máy Chế. Hiện tại thì em tiếp tục lên video này để mà giới thiệu đến anh em một con tủ điện này. Hiện tại hôm nay em đang nhận một cái kèo, đấy là đấu một cái tủ điện cho con máy phay đồ đố dòng tủ điện thông minh nhé. Thì tại sao em mà nói là cái đây là một tủ điện thông minh? Thì cái dòng tủ điện này nó sẽ rất là an toàn quá trình mình sử dụng, và thứ hai là sẽ bảo vệ cái motor và bảo vệ cái lưỡi cắt của mình. Trước tiên thì em giới thiệu qua cái mạch điện cho anh em. Mạch điện này thì bắt buộc anh em phải kẹp phôi thì mình mới khởi động được motor. Trong quá trình mình ví dụ như mình quên mình không kẹp phôi mà mình khởi động motor thì rất là nguy hiểm. Thì nguyên một cái mạch này thì nguyên một cái mạch này gồm có là ba nút, một con dừng khẩn cấp này để đảm bảo cái độ an toàn này, một con công tắc vặn này, một con nút nhấn để khởi động hành trình cắt này, và một cái bóng đèn để báo hiệu là đèn motor bắt đầu chạy nhé. Có nguồn điện vào trong tủ và không thể thiếu được con công tắc hành trình. Còn công tắc hành trình này thì khi là đầu máy nó chạy, cái con đầu máy nhé cũng như là motor chạy hết hành trình, cắt chạm vào con công tắc hành trình này thì sẽ đầu máy sẽ tự thu hồi về. Đấy, nó sẽ chạy tự động. Và thứ đây là cái con Zone. Con này Zone nhé, Zone để mà điều khiển cái motor. Đấy. Và còn cái dòng này em dùng con vít tông nhỏ thôi. Vít tông nhỏ về khách sử dụng là con máy chế, con máy phay chế nên em sử dụng vít tông nhỏ thôi. Đấy, và cái tủ điện. Đây là toàn bộ một cái mạch điện cũng như là cái hệ cái linh kiện điện mà em chuẩn bị đấu cho cái tủ này. Thì anh em hãy chờ một chút, em đấu vào xong một cái đấu vào xong tủ thì em sẽ quay cho anh em một lượt cuối để anh em tham khảo qua nhé. Vâng anh em nhé, thì hiện tại thì em đã đấu xong cái mạch điện của con là máy phay đồ đố rồi. Thì đây là một cái tủ điện này thông minh này. Đấy, nó sẽ không có hệ thống hơi, nhưng mà em sẽ đây là cái dòng tủ điện nguyên bản của tủ điện để anh em có thể là lắp ráp vào cái con máy phay, anh em có thể chế được. Thì anh em cái này thì anh em chỉ cần kết nối điện nguồn vào con máy cắt thôi là được. Thì em sẽ giới thiệu qua cái mạch điện cũng như là cái hệ thống trên mặt tủ này cho anh em xem qua này. Thứ nhất này, đây là con stop này, máy có con stop này. Đấy, kẹp phôi này và khởi động motor này và ấn cắt này. Đấy, chức năng nó sẽ hoạt động đồng lập, nó sẽ tự động liên kết với nhau nhé. Và đây là một cái bóng đèn này, ví dụ như mất điện thì em sẽ ấn stop này, ví dụ đang dừng khẩn cấp thì anh em muốn ấn stop này sẽ mất điện này, mất điện toàn bộ hệ thống điện nhé. Nếu anh em muốn bật lên thì anh em xoáy nó phát thì nó sẽ lên. Và thứ hai là mình muốn kẹp phôi này, đây mình kẹp phôi nhé, kẹp phôi này. Đấy, và mình khởi động motor, mình kẹp phôi vào thì mình mới khởi động được motor nhé, motor mới chạy nhé. Đấy, thì anh em nhìn xuống dưới này con cục hút bắt đầu chạy này. Đấy, anh em thấy nó kêu không ạ? Đấy, nó cục hút bắt đầu hút thì cái motor nó mới chạy, và anh em ấn cắt là được, nó bắt đầu hành trình nó mới cắt đi. Và khi mà mình đang cắt nhá, ví dụ mình muốn giở kẹp phôi một cái thì là motor sẽ tắt luôn. Đấy, anh em nghe thấy tiếng cạch một cái là cục hút nhả đấy. Đấy, và anh trong quá trình mình cắt xong nhá, mình ấn cắt nhá. Đây, em ấn cắt này thì nó sẽ chạm vào con hành trình, nó bắt đầu này đi hết hành trình, chạm vào con công tắc hành trình này. Đấy, thì là đầu máy tự rút về thì rút về hết hành trình. Anh em tắt motor này, con này khởi động motor và con này trực tiếp là tắt motor luôn. Anh em tắt motor đi và anh em nhờ kẹp phôi ra. Đấy, và giờ kẹp phôi ra và anh em lấy thành phẩm ra thì là xong. Đây là toàn bộ hệ thống mạch điện của con dòng thông minh này anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu ấy thì hãy liên hệ trực tiếp đến số hotline bên dưới màn hình, số điện thoại 0972628997. Em Hiếu sẽ trực tiếp hỗ trợ anh em về vấn đề giá cả, phụ kiện, linh kiện. Đấy, tất cả chi tiết về máy cắt nhôm, máy phay đồ gỗ hoặc là tất cả những cái dòng kìm bấm ke anh em cần hỗ trợ thì alo đây em nhé. Chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.